tổng công ty khí Việt Nam PVGas cho biết đơn vị này vừa làm lễ bàn giao chuỗi dự án co cảng LNG Thị Vải và đường ống dẫn khí LNG tái hóa Thị Vải Phú Mỹ cho các đơn vị vận hành thuộc PVGas để chuẩn bị vận hành chính thức nhằm khai thác công trình một cách an toàn, liên tục và hiệu quả trong thời gian tới. Công ty quản lý dự án khí đã bàn giao công trình kho cảng lng thị vải và trạm giảm áp thị vải cho công ty chế biến khí vũng tàu là đơn vị tiếp nhận phụ trách vận hành đồng thời công ty quản lý dự án khí cũng bàn giao hiện trạng công trình đường ống dẫn khí lng tái hóa thị vải phú mỹ cho công ty vận chuyển khí đông nam bộ theo lãnh đạo PVGAS, quá trình chạy thử chủ dự án kho cảng LNG Thị Vải và đường ống dẫn khí LNG tái hóa Thị Vải Phú Mỹ đã đạt được mọi tiêu chí yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. Hoàn thành trước kế hoạch gần 3 ngày. Việc tiếp nhận LNG từ chuyến tàu nhập LNG đầu tiên đến Việt Nam cũng về đích sớm trước 2 ngày. Lượng khí xả đốt để làm sạch bồn và đường ống khí chỉ hơn 30% so với lượng xả đốt theo kế hoạch. Chuỗi dự án kho cảng LNG Thị Vải được khởi công ngày 28 tháng 10 năm 2019 và đưa vào chạy thử nghiệm từ ngày 10 tháng 7 năm 2023. Hoàn thành công tác chạy thử các quá trình chính vào ngày 30 tháng 7 năm 2023. Dự kiến kho cảng LNG Thị Vải sẽ bổ sung nguồn cung khoảng 1,4 tỷ mét khối khí cấp cho các khách hàng tiêu thụ và bù đắp một phần cho lượng khí thiếu hụt trong nước sau năm 2023.